Kính chào quý vị và các bạn. Tiếp theo tôi xin trả lời câu hỏi của anh chị trên kênh YouTube cũng như trên kênh Zalo có nhắn tin hỏi mình với nội dung như sau nha. Mở nội dung lên. Rồi, em muốn lấy thanh công cụ thì vào đây lấy, anh hỗ trợ giúp em. Đây, cái thanh XY nè, Agile nè. Cái thanh này Agile này lấy đâu ra? Việc đầu tiên nha, ta mở phần mềm Microsoft lên. Đây, không có cái thanh này. Thì làm sao chúng ta lấy được? Đó, ta lưu ý nha. Chào Tool nè. À, Remary nè, đó, tắt nha. Mở lên. Remary nè, đó. Rồi ta chọn vô đây nè. Đó. Agile nè, Agile nha, bấm vô. Đó. Nắm đầu kéo xuống. Vũ nó xuống, đó. Giống cái này không? Đó, giống rồi nè. Cái thanh này nói vậy thôi chứ cũng khó tìm lắm nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn lắng nghe. Và chúc các bạn thực hành thành công nha.